Nhưng mến chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Như xin gửi đến các cô chú anh chị thêm một công thức dành cho kinh doanh nữa để mình bổ sung vào cho menu quán của mình ha. Đó chính là món kem đậu đen túi với hương vị cực kỳ thơm béo. Chắc kem thì rất là dẻo, mịn màng nè, và lại không hề bị giam đá luôn. Cách làm thì không hề khó, rất là dễ làm tại nhà. Nếu mà các cô chú anh chị mình yêu thích á, thì bây giờ Nhi xin mời các cô chú anh chị mình cùng xem cách làm với Nhiên nha. Về nguyên liệu thì Nhiên có chuẩn bị ở đây là 500g đậu đen. Và để tiết kiệm thời gian đó, thì Nhiên có ngâm cái đậu đen này qua đêm rồi. Để khi mình nấu á, đậu đen của mình nó sẽ nhanh mềm hơn. Nếu mà cô chú anh chị mình không có thời gian đó, thì cô chú anh chị mình có thể ngâm cùng với nước nóng á. Mình ngâm khoảng 4 tiếng là nó mềm rồi ha. Đậu ngâm xong thì bây giờ Nhiên sẽ cho vào nồi rồi mình đi nấu lên. Rồi bây giờ thì Nhiên sẽ cho đậu vào ha. Và với công thức này thì Nhiên làm để dành cho kinh doanh đó. Nếu mà cô chú anh chị mình làm để nhà ăn á, thì cô chú anh chị mình cứ chia nhỏ công thức này ra giúp Nhiên ha. Rồi tiếp tục thì Nhiên sẽ cho nước vào. Và Nhiên dùng ở đây là 2 lít nước lọc nha. Cô chú anh chị mình cho làm sao mà cái đậu của mình nó xem xét nước như vậy là được rồi ha. Cho nước vào xong thì bây giờ Nhiên sẽ mở bếp lên và mình đi nấu cái phần đậu đen này lên ha. Lúc ban đầu này thì mình sẽ mở lửa lớn để cho nước của mình nó nhanh sôi. Và một chút xíu nữa thì mình sẽ giảm lửa sau. Khi đậu nó sôi bùng lên như vậy thì lúc này Nhiên sẽ giảm lửa xuống. Mình giảm nấu lửa vừa ha. Rồi các anh chị mình canh mình vớt bột giúp Nhiên để cho cái nước đậu của mình nó được trong và đẹp hơn. Hấp bột xong thì tiếp tục Nhiên sẽ nấu thêm khoảng là 15 phút nữa ở với lửa vừa ha. Để cho đậu của mình nó chín kỹ. Đậu của mình khi mình ăn nó sẽ không có cái vị chát. Sau một khoảng thời gian mình nấu đậu đó, thì bây giờ Nhiên sẽ múc lên và bóp thử xem coi cái hạt đậu của mình nó chín hay chưa ha. Các anh chị có thể lấy lên một hạt và mình bóp thử. Bóp vào mà thấy cái hạt đậu của mình nó tơi như vậy nè. Nó mềm tơi như vậy là được rồi ha. Đậu của mình nó vậy là chín rồi. Bây giờ thì Nhiên sẽ tắt bếp. Rồi mình sẽ để cho cái đậu của mình nó nguội bớt. Và chút xíu mình xay nó sẽ dễ dàng hơn. Khi phần nước đậu của mình bây giờ nó đang nguội bớt rồi. Tiếp tục thì Nhiên sẽ cho cái phần đậu đen này cho vào máy mình xay ha. Nếu mà cô chú anh chị mình thích cái độ bùi của hạt đậu đó, thì mình có thể xay một phần nữa và mình giữ lại phần nửa cũng được nữa ha. Bây giờ thì Nhiên sẽ cho vào trong gói mình xay nhuyễn nó ra. Do gói này của Nhiên nó nhỏ nên Nhiên sẽ chia làm hai lần xay để Nhiên xay nó sẽ dễ hơn. Và Nhiên sẽ cho thêm vô đây thêm 2 bịch sữa tươi nữa để khi mình xay nó sẽ dễ dàng hơn ha. Rồi bây giờ mình đậy chặt lại rồi mình đi xay. Xay đậu xong thì bây giờ Nhiên sẽ cho làm cho vào trong nồi. Để xíu mình nấu luôn ha. Nếu mà nhà anh chị mình có cái máy xay cầm tay đó thì nó sẽ tiện và gọn hơn của Nhiên nha. Xay đậu xong rồi thì bây giờ Nhiên sẽ bắt lên bếp rồi mình đi nấu ha. Giờ bắt lên bếp thì Nhiên sẽ cho tiếp vào đây là 1,5 lít nước lọc nữa ha các anh chị. Và Nhiên dùng thêm ở đây là 700g đường. Nếu mà các anh chị mà thích ăn ngọt thanh hơn có thể thay bằng đường phèn giúp Nhiên nha. Và Nhiên dùng thêm ở đây là 200g sữa đặc. Thêm 500ml nước cốt dừa. Nhiên sử dụng ở đây là nước cốt dừa vắt. Nếu mà các anh chị sử dụng nước cốt dừa lon thì dùng giúp Nhiên là 1 lon nha. Một muỗng cà phê muối để cho cái vị kem của mình nó được đậm đà hơn.
Và cuối cùng thì Nhiên sẽ cho thêm vô đây là 200g kem béo thực vật, hay còn gọi là kích lùng á các anh chị. Loại kích lùng thì Nhiên sử dụng cái loại này nè các anh chị. Các anh chị có thể tìm mua trong các tiệm làm bánh hoặc là cái tiệm bán bánh kem ha, đều có. Nếu mà không có cái loại kem béo này thì các anh chị có thể thay thế bằng cái bột kem béo giúp Nhiên ha. Nhưng mà nếu mà các anh chị làm bể buôn bán kinh doanh thì Nhiên nghĩ là các chú anh chị nên sử dụng cái loại này nè. Thì Nhiên thấy cái kem của mình nó sẽ thanh và béo hơn. Bây giờ thì mình sẽ mở bếp lên, rồi mình sẽ nấu cái hỗn hợp này lên ha. Nó hỗn hợp này thì các anh chị mình nên nấu lửa vừa thôi. Trong lúc nấu thì các anh chị mình chịu khó mình khuấy đều giúp Nhiên ha. Để cho cái hỗn hợp của mình nó không có bị lắng và nó bị khét dít á. Khi hỗn hợp kem của mình nó sôi lên á, thì nếu mà có bọt thì các anh chị chịu khó mình hớt bọt giúp Nhiên ha. Tiếp tục thì Nhiên sẽ cho vào đây là thêm 6 muỗng canh bột năng nữa, để cho cái hỗn hợp kem của mình nó được sánh đặc hơn. Nhiên sẽ múc một ít nước vào để Nhiên hòa tan ra cho nó dễ. Nó tan hết thì bây giờ mình sẽ cho vào trong nồi ha. Mình sẽ cho vào đây từ từ. Mình vừa cho mình vừa khuấy đều lên, để cho cái bột năng của mình nó không có bị lợn cợn ha. Rồi lúc này thì mình sẽ giảm lửa lại, mình sẽ nấu mức lửa nhỏ nha, để cho cái bột năng của mình nó được chín kỹ đó. Để khi mình để lâu quá thì cái bột năng của mình nó không có bị dữa. Khuấy tầm 5 phút thì cái hỗn hợp của mình nó sẽ sánh và dẻo như thế này nè các anh chị. Đây các anh chị, đây nó đặc như là y như là sữa chua luôn. Đây, cái phần kem của mình như vậy là được rồi. Bây giờ thì Nhiên sẽ tắt bếp, rồi Nhiên sẽ để cho nó nguội bớt ha. Một chút xíu mình sẽ cho vào trong túi, rồi mình đóng bịch sao. Khi hỗn hợp kem của mình nó nguội thì bây giờ Nhiên sẽ cho vào trong túi. Nhiên sẽ sử dụng một cái miệng chai như vậy để như làm cái phễu, để khi mình gót vô nó sẽ dễ hơn. Bây giờ mình sẽ gót cho vào đây. Nhiên sẽ cho vào khoảng 2/3 túi để lúc mình cột nó sẽ dễ hơn. Và cái túi hôm nay Nhiên sử dụng là cái túi này là cái túi 6x12 ha. Đây các anh chị, như vậy xong một bịch rồi nè, rất là nhanh luôn. Và tương tự như vậy thì Nhiên sẽ làm lần lượt cho đến hết luôn ha. Vậy là Nhiên đã vô túi xong hết này các anh chị. Thành phẩm thì Nhiên thu được là khoảng 60 bịch nha. Và hôm nay thì cái túi Nhiên sử dụng là có kích thước là 6x12cm đấy các anh chị. Và bây giờ thì Nhiên sẽ cho cái túi kem này vào trong ngăn đông tủ lạnh. Nhiên sẽ để cho cái kem của mình nó đông hẳn ha. Khi nào kem của mình nó đông lại thì Nhiên sẽ cắt ra và ăn thử cho các anh chị mình xem ha. Và bây giờ thì cái kem đậu đen của Nhiên nó đã đông lại nè các anh chị. Đây các anh chị, cái túi nào túi nấy nó no tròn, nhìn thấy cưng quá ha. Bây giờ thì Nhiên sẽ cắt ra thử xem cái bịch đậu đen của mình nó có bị dầm đá hay là không ha. Khi cắt vào thì Nhiên cảm giác là nó rất là dẻo luôn nè các anh chị. Đây, nó dẻo y như là cái sữa chua của mình làm vậy đó các anh chị. Hàng rất là ngon. Như sẽ sắn thử cho các anh chị mình xem ha. Đây các anh chị, hàng rất là mịn màng và rất là dẻo luôn.
Nhưng để từ hôm qua tới giờ luôn mà nó hẳn không có đông lại. Nó dẻo dẻo mềm mềm như nè. Bây giờ Nhi sẽ ăn thử ha. Kem cực kỳ béo luôn các anh chị. Nó có cái vị ngọt rất là vừa phải. Và béo béo thơm thơm của cái mùi nước cốt dừa. Và rất là đậm đà cái hương vị của gít lùn các anh chị. Rất là ngon luôn. Bây giờ thì Nhi sẽ cho qua chén. Nhi sẽ sẵn thử cho anh chị mình xem. Cái chất kem thì cực kỳ dẻo luôn các anh chị. Đây nè. Nhìn cái chất kem cũng đâu có thua về ngoài tiệm đâu các anh chị ha. Như mình sẽ sẵn thử cho các anh chị mình xem. Kem nó dẻo quẹo à các anh chị. Rất là ngon. Kem này thì cực kỳ béo luôn các anh chị. Rất là thơm và mát. Rất là thích hợp vào những mùa hè nóng nực như thế này nè. Nếu các anh chị mình có thời gian thì cùng làm thử nha. Với công thức này thì các anh chị có thể làm để nhà ăn nè. Hoặc là làm kinh doanh á, thì Nhiên thấy cũng rất là hợp lý đó. Cũng rất là tiện đó. Và Nhiên nghĩ rằng là các bé nhà mình sẽ rất là yêu thích luôn. Với công thức này thì làm cũng khá là đơn giản. Và mình ăn cũng rất là tốt cho sức khỏe nữa. Mình không có sợ bị hóa chất hay là phẩm màu ha. Nếu cô chú anh chị mình có thời gian thì cùng làm thử nha. Và đến đây thì Nhiên cũng cảm ơn các cô chú anh chị đã xem hết video của Nhiên. Nhiên chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong các video lần sau.